Quay trở lại với channel của mình. Mình biết chắc chắn là trong số những bạn đang xem video ngày hôm nay thì sẽ có nhiều bạn có một quyết tâm trong năm mới, đấy là có thể giảm cân được một cách tốt hơn, có một cơ thể đẹp hơn và săn chắc hơn. Trong thời gian gần đây thì mình cũng nhận được rất nhiều yêu cầu của mọi người để nói về fitness routine cũng như là những mẹo mà mình áp dụng để không phải ăn kiêng quá là khổ sở. Vì mình cũng nhận thấy là cơ thể mình cũng như là khuôn mặt mình trong năm vừa rồi thay đổi khá là nhiều. Nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người 10 mẹo mà mình nghĩ cực kỳ đơn giản mọi người có thể áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày để không cảm thấy khổ sở trong công cuộc ăn kiêng của mình nữa. Thế nên nếu mọi người muốn biết 10 mẹo này là gì thì chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Chắc mọi người cũng nghe nói rất nhiều, đấy là việc giảm cân thì sẽ phụ thuộc 80% vào chế độ ăn uống, còn 20% còn lại thì sẽ là do luyện tập. Thế nên mình sẽ bắt đầu với chế độ ăn uống trước nhé. Mẹo đầu tiên, đối với những bạn mà vẫn ăn cùng gia đình như mình hoặc là cực kỳ thích ăn tinh bột giống như mình chẳng hạn, thì khi mà mình ăn cơm với gia đình, mẹ nấu những món rất là ngon và những món rất là đưa cơm, nên mỗi lần mình phải ăn từ 1 đến 2 bát cơm, và như thế thì không hề tốt một chút nào cả, nhất là vào buổi tối. Thế nên trước khi bắt đầu bữa cơm khoảng 5 phút thì mình sẽ uống một cốc nước thật là to, hoặc là mình có thể ăn 2 bát canh trước khi ăn cơm. Lý do đầu tiên tất nhiên là sẽ làm cho bụng mình cảm thấy no hơn và mình cũng không muốn ăn nhiều thức ăn trong bữa cơm nữa. Và lý do thứ hai, đấy là theo một nghiên cứu mà mình đã đọc ở bên Mỹ, thì những người mà ăn một bát súp hoặc là một bát canh trước khi bắt đầu bữa ăn chính của họ, cái lượng calories mà người ta tiếp nhận vào trong cơ thể trong bữa ăn đó sẽ giảm đến 20% đấy. Thế nên là cái này nghe cũng có lý đúng không? Mọi người thử áp dụng cách này xem sao nhá. Mẹo thứ hai đấy chính là áp dụng chế độ eat clean. Từ xưa đến giờ thì mình cũng áp dụng khá là nhiều chế độ ăn kiêng rồi, ví dụ như là low carb hoặc là fasting hoặc là ăn chay rồi. Nhưng mình nhận thấy là khi mà mình làm những cái chế độ ăn kiêng đấy thì chỉ khoảng nhiều nhất là được khoảng 1 tháng, mình đã cảm thấy rất là chán rồi và mình muốn ăn lại như cũ, và thế là cân của mình lại lên vèo vèo như cũ luôn. Và nếu mọi người Google eat clean thì có thể tìm ra rất nhiều những tư liệu khác nhau để tham khảo. Nói nôm na eat clean có nghĩa là mình sẽ ăn những đồ ăn ở dạng nguyên thủy hoặc là gần nguyên thủy của nó nhất. Ví dụ dễ nhất đấy chính là thay vì ăn cơm gạo trắng như mình thường ăn hàng ngày với bố mẹ thì mình có thể chuyển sang ăn gạo lứt. Hoặc nếu những bạn nào mà thích ăn đồ chiên xào hoặc là ăn những cái mà nó có nhiều gia vị ấy, thì cái đấy cũng không hề tốt cho cơ thể của mình. Mọi người có thể chuyển sang ví dụ như là ăn đồ hấp chẳng hạn hoặc là đồ luộc. Và mọi người biết không, eat clean thì còn rất tốt cho việc giảm cân của chúng mình, bởi vì những năng lượng mà mình lấy từ đồ ăn nguyên thủy đấy nó sẽ dễ dàng giải phóng năng lượng ra hơn. Vì thế nên là nếu mình eat clean, mình chỉ hoạt động thường ngày thôi thì mình cũng đã tốn rất nhiều calo rồi, và như thế sẽ giảm cân cách nhanh hơn đấy. Vừa rồi mình đã nói về eat clean có nghĩa là ăn sạch, thế còn về uống thì sao? Mẹo số 3 sẽ là đổi từ sữa bò sang các loại sữa hạt. Trong những tháng vừa qua thì mình đã dừng việc uống sữa bò lại rồi. Vì mỗi khi mình uống sữa bò hoặc là uống whey protein sau khi mà mình tập ấy, mình bị lên mụn rất là nhiều và da mình cũng rất là dầu nữa. Nên là chắc chắn khi mình uống thì nó có sự thay đổi ở trong hormone. Và những bạn nữ lưu ý là khi mà mình uống whey ấy, thì cái lông ở trên người mình nó cũng mọc rất là nhanh nữa. Nên là mình đã chuyển hẳn sang uống sữa hạt. Uống sữa hạt thì nó vẫn có đầy đủ các dưỡng chất giống như là uống sữa bò, thậm chí còn hơn, và nó tốt hơn cho cơ thể của mình. Sữa hạt mọi người có thể tham khảo như là sữa hạt điều này, hoặc là sữa ngô, hoặc là sữa dừa, hoặc là sữa hạt phỉ. Ở trên thị trường bây giờ có rất là nhiều loại sữa hạt khác nhau mà mọi người có thể tham khảo. Mẹo thứ tư và cũng là mẹo quan trọng nhất đấy chính là mọi người không được bỏ bữa, và nhất là không được bỏ bữa sáng. Sau cả một đêm, cơ thể mình khi ngủ cũng trao đổi chất rất là nhiều và cũng giải phóng rất nhiều năng lượng. Nên nếu mọi người không ăn bữa sáng sẽ làm cảm thấy cơ thể mình vô cùng mệt mỏi. Và mình nhận thấy là mỗi khi mà mình bỏ bữa, dù bữa trưa, bữa tối hay bữa sáng đi nữa, thì sau đấy mình thường quyết định là ăn gì một cách rất là vô tội vạ. Mình cực kỳ thích ăn mì tôm lúc mà mình bỏ bữa. Thế nên là việc bỏ bữa là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ít nhất là mọi người phải dậy và ăn bữa sáng cho mình, để cho cơ thể mình nạp năng lượng. Phải có năng lượng thì trong ngày đó mình mới có thể quyết tâm giảm cân được chứ, đúng không? Tiếp theo đấy là mọi người nên biết khi nào thì phải dừng bữa ăn của mình lại. Nhiều khi mình ăn đến lúc mà mình cảm thấy như là bụng mình kiểu quá no rồi, hay mọi người hay nói là ăn đến mức không thể thở được ấy,
thì như thế rất là không tốt. Nếu mà bữa nào mình cũng ăn no như thế sẽ tạo một cái thói quen cho dạ dày của mình là nó phải ăn nhiều hơn nữa, và như thế thì sẽ không bao giờ giảm cân được cả. Mọi người chỉ ăn cho đến khi là mình không cảm thấy đói nữa thôi và mình sẽ dừng lại. Ok, bây giờ sẽ nói về chế độ luyện tập. Chế độ luyện tập của mình trong năm vừa rồi thì khác tất cả những cái năm trước mà mình đã từng làm. Trước đây khi ở bên Mỹ thì mình có đi gym, thế nhưng mà mình chỉ đi những lớp ví dụ như là Zumba hoặc là yoga hoặc là những lớp nhảy chẳng hạn, chứ mình không bao giờ vào phòng gym và tập tạ cả. Vì thứ nhất mình nghĩ là tập tạ không phải dành cho con gái, và thứ hai là mình nhìn thấy rất nhiều máy móc ở trước mặt và mình không biết bắt đầu từ đâu cả. Nhưng mà đến lúc về Việt Nam, mình quyết định là mình sẽ đến phòng gym và mình sẽ thuê huấn luyện viên. Và có lẽ đây là một cái quyết định mà sáng suốt nhất từ trước đến giờ của mình. Vì khi có huấn luyện viên, mình cảm giác như là có một người bạn đi tập cùng với mình ấy, và mình cũng có cái động lực hơn để đến phòng tập. Bởi vì mình chưa tập tạ bao giờ, thế nên có huấn luyện viên cũng giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Vì người ta sẽ hướng dẫn cho mình cách cầm tạ như thế nào để không bị chấn thương, cách squat như thế nào để có kết quả tốt nhất. Và người ta cũng có những cái hoạch định rõ ràng cho mình là nên tập những bài gì để tập trung vào phần nào. Nên nếu mọi người có điều kiện thì nên thử thuê huấn luyện viên ít nhất là 1 tháng thôi, để cho người ta chỉ cho mọi người cách sử dụng các thứ ở đấy như thế nào. Hoặc là có thể đi cùng với một người bạn mà cũng biết về gym một chút, và hai bạn đi cùng với nhau sẽ có động lực tập hơn rất là nhiều đấy. Trước khi mọi người đi gym, chắc chắn trong đầu sẽ có rất nhiều lý do để trì hoãn. Nên là một cách để mọi người lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, đấy là phải để sẵn một cái gym bag, tức là những đồ mọi người cần thiết khi đi gym, lúc nào cũng để sẵn một cái túi ở đấy. Khi nào mà mình quyết tâm đi tập, chỉ cần xách túi lên và đi thôi, sẽ làm cho mọi thứ đơn giản hơn rất là nhiều. Như mình vừa nói, mọi người, năm nay là năm đầu tiên mình tập tạ, và đó cũng là một cái thử thách mới cho bản thân mình. Thực ra mỗi năm hoặc là khoảng vài tháng thì mình lại muốn thử một thứ mới. Hồi mới ở Việt Nam mình cũng có thể thử đi yoga, ở bên kia mình cũng thử Zumba, và mình cũng rất muốn thử ví dụ như là múa cột hoặc là sexy dance hoặc là boxing chẳng hạn. Thế nên là ở trong gym có rất nhiều thứ mọi người có thể lựa chọn. Nên là nếu mọi người đã quyết tâm là năm nay có một cơ thể đẹp thì ít nhất là phải thử xem là mình thích cái gì nhất đã chứ, đúng không? Thế nào cũng có một cái mà mình thích mà, cứ thử đi, biết đâu được mình lại thích cái đấy, đúng không? Lời khuyên cuối cùng của mình dành cho mọi người, đấy là mọi người nên xác định một cái mục tiêu mà tại sao mình lại muốn có một lối sống lành mạnh hơn, tại sao mình lại muốn có một cơ thể đẹp hơn, hoặc là tại sao mình lại muốn đến gym. Có thể hồi trước khi mà mình đi du học, mình tăng cân rất là nhiều, mình muốn giảm cân, và mình không muốn ai chê bai và nhìn vào mình nói là tại sao bây giờ con này béo thế. Đấy là lý do hồi xưa. Còn bây giờ mục tiêu của mình lại khác, đấy chính là đi gym là một cách để mình xả stress rất là tốt. Mỗi khi mà mình đang cảm thấy buồn bực hoặc mình cảm thấy là có quá nhiều thứ trong đầu nó bế tắc và mình không nghĩ được cái gì cả, thì đi gym xong mình luôn luôn cảm thấy thoải mái hơn và mình có thể kiểu chinh phục, có thể đấm đá cả thế giới luôn ý. Và đấy, mỗi người sẽ có một cái lý do riêng để muốn làm cho cơ thể mình đẹp hơn hoặc là muốn tập thể dục nhiều hơn. Nên là nếu mọi người có lý do gì mà hay ho thì đừng quên comment cho mình biết ở dưới nhé. 10 mẹo vừa rồi mình vừa chia sẻ thì là những cái mà mình đã sử dụng trong thời gian vừa qua và mình nhận thấy là có hiệu quả đối với bản thân mình, và mình hy vọng là cũng có thể áp dụng được với mọi người và đem lại một kết quả mà mọi người mong muốn. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Mọi người nên nhớ là làm đẹp là cho bản thân mình nhá, chứ không phải là cho một ai khác đâu. Thế nên là phải cố lên vì một sức khỏe tốt hơn, vì một cơ thể đẹp hơn nhá. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới. Bye.